nhất định mình phải che giấu chuyện này, nhất định không để cho ai biết hết. Chỉ còn vượt qua mấy tháng mang thai, gần tới ngày sinh, mình sẽ nhờ tìm một đứa bé bị bỏ rơi, rồi diện lý do đi đâu đó, rồi đau đẻ bất ngờ. Sao em nhìn chị dữ vậy? Chị nằm đó đi, ngồi dậy làm cái gì? Em nhớ không được nói tình trạng của chị cho bất kỳ ai nghe chưa, nhất là nhà chồng chị á. Chị yên tâm, tôi không phải là người nhiều chuyện đâu. Với lại tôi cũng không thích nhìn thấy cái cảnh cả nhà bên đó xúm lại quan tâm chăm sóc cho chị, cho nên tôi sẽ không nói đâu. Chị có yêu anh Hải Đăng thật lòng không vậy? Dĩ nhiên là có rồi, ảnh là chồng chị mà. Biết đâu được, chị chỉ yêu gia tài với địa vị của ảnh thôi. Em nghĩ cái gì mà dám nói như vậy? Nè, em đừng có nghĩ là em là người thân của chị mà muốn nói gì nói nha. Nè nè nè, chuyện gì vậy? Sao mà hai đứa lớn tiếng vậy con? Má xin hai đứa đó, tụi con là chị em của nhau, đừng có cãi giả gây gổ nữa được không? Chín bỏ làm mười, cho nhà cửa nó yên ấm nha con. Có nghĩa là má muốn cho dù có chuyện gì xảy ra thì con cũng phải nhắm mắt cho qua, coi như không biết chuyện gì hết, phải không má? Không không, ý của má là... Dạ thôi được rồi, con hiểu mà. Con không muốn làm cho hai người mất vui, trả lại không gian ấm áp cho hai má con đó. Con xin phép. Vương ngày hôm qua.